Nghệ sĩ cải lương Diệp Lang tên thật là Dương Công Thuần, sinh tại Bình Tiên, Châu Thành, Sa Đéc. Lai là tận Tân Bình, Châu Thành, Đồng Tháp, ông là nghệ sĩ cải lương Việt Nam nổi tiếng. Ông hoạt động ở một số lĩnh vực khác như đạo diễn, kịch nói, chỉ đạo nghệ thuật. Ông là thành viên ban chấp hành Hội nghệ sĩ sân khấu thành phố Hồ Chí Minh suốt 20 năm. Nghệ sĩ nhân dân Diệp Lang đến với sân khấu cải lương từ năm 12 tuổi. Ban đầu ông chỉ được các đạo diễn giao cho những vai phụ, cho đến khi Diệp Lang được Sơn Dạ Thu An giao cho vai người cha trong Vợ Người Anh Khác Mẹ, diễn trên sân khấu Đoàn Kim Trung thì tên tuổi của ông mới được mọi người biết đến. Đây là một vai diễn thành công của Diệp Lang đã giúp ông nhận được giải Thanh Tâm năm 1963. Sau này vai diễn này ông còn nhiều vai diễn khác như Hội Đồng Thăng trong Đời Cố Lựu, Trung Sĩ Tàm trong Tìm Lại Cuộc Đời, Lê Quỳ trong Tâm Sự Ngọc Hân, Lê Xuân Giác trong Tiếng Sóng Rơi Cầm, ông nội trong Cây Lẻ Bạn, ông hai trong Đàn Ca Tri Kỷ, Hội Đồng Sư trong Tiếng Hò Sông Hậu. Hơn 20 năm vào nghề, ông đã để lại nhiều vai diễn ấn tượng và cũng đạt được nhiều thành tích. Năm 8 tuổi, nghệ sĩ Diệp Lang cùng cha theo đoàn cải lương Tam Phụng. Ông được cha tìm thấy dạy hát và dạy đóng ông những vai phụ. Khi hai cha con Diệp Lang đi theo đoàn Kim Thoa, một vai diễn vở Lấp Sông Danh tại rạp hát Nguyễn Văn Hảo trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn bị ném lựu đạn, một số người đã tử vong nhưng cha con ông may mắn thoát chết. Không lâu sau đó thì cha ông cũng qua đời vì bệnh nặng. Diệp Lang chịu tang cha rồi tiếp tục lên Sài Gòn theo đuổi nghề hát. Năm 12 tuổi, Diệp Lang bắt đầu xuất hiện trên sân khấu của đoàn Kim Thoa nhưng chỉ được vai diễn phụ. Cho đến năm 1962, ông gia nhập đoàn Kim Trường và đã gặt hái được những thành công trong sự nghiệp. Năm 1965, ông phục vụ trong nha quân dịch thuộc Việt Nam Cộng Hòa. Sau năm 1975, ông gia nhập đoàn cải lương tập thể Sài Gòn 2. Đoàn của ông lưu diễn khắp nơi, kể cả những vùng chiến sự như Phnom Penh, Siem Reap, Mặt trận 479. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!